Hello anh em nha. Đó, bây giờ này là ngày thứ tư, ngày mùng 3 tháng 4 anh em ạ. 6 giờ 29 phút. Đó, hôm nay thì bây giờ em đi, sắp đi làm rồi. Bây giờ hôm nay em có về một chiếc xe này. Xe này là Yazd đen cam nhá. Bây giờ em về mấy ngày rồi, nhưng hôm nay em mới rảnh em làm clip cho anh em coi nhá. Xe này thì biển số là của Phong Thủy luôn anh em ạ. Đó, xe này là của Kesaben luôn. Xe vàng của em á, cái máy vàng của em như thế nào là xe này như vậy luôn anh em ạ. Đó, bây giờ em quay cho em coi. Xe này thì đã lên sẵn 4 món nhá. Có vào cái nồi Uma luôn nhá. Đồ chơi thì có cả hộp Olin rồi mâm Daytona anh em ạ. Còn riêng nhà nhựa nhám đen này ấy, thì có là nhúng vân carbon anh em ạ. Rất là ok, rất là đẹp. Xe trong tình trạng hoàn hảo luôn. Anh em cần thì nhấc cái máy lên alo cho em. Biển số này rất là đẹp nha. 59D3245666 số tiếng anh em ạ. Có không đọc này, 59 Sài Gòn này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6 này, sạch luôn anh em ạ. Rất là đẹp. Bây giờ nhá, em nổ cái máy lên cho anh em xem nhá. Riêng cái bô này nha, là cái bô này là bô tồn, bô để thấp luôn. Nổ thử lắm. Này, em nổ anh em coi nhá. Mời camera máy quay về đây. Nổ dữ lắm anh em. Thôi. Đó, anh em nào cần xe nha, chuẩn trình. Xe này về là đi luôn nhá. Không cần phải dọn hay gì hết luôn. Xe này đang trong tình trạng là hoàn hảo 100%. Đó nhá, xe em mà đã chọn thì nó là zin hết luôn tất cả ha. Đồ theo xe hết anh em nhá. Đó, xe đẹp lắm. Mời camera mình quay được gần đây này. Cái này đắt này, bình dầu này, heo này. Đẹp lắm. Fan xịt này. Đó, em coi này. Em có nó đủ không? Rồi, ok anh em nhá. Anh em cần nhấc cái máy lên. Alo cho em Hải anh em nhá. Cảm ơn anh em.